Sự khác biệt của Trác Thúy Miêu và cuộc tình thú vị với chồng trẻ hơn 8 tuổi. Trác Thúy Miêu được biết đến là một MC nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên các game show truyền hình. Tuy không trực tiếp tham gia showbiz, cũng không còn trẻ trung hay sở hữu nhan sắc nổi bật, nhưng Trác Thúy Miêu luôn tạo được sức hấp dẫn riêng với khán giả. Cô được xem là cái tên bảo chứng để nhà đài kéo người xem tới bên màn hình. Không những vậy, dù đã ở tuổi ngoài tứ tuần, nhưng Trác Thúy Miêu vẫn vượt qua hàng trăm cô gái trẻ để chiếm trọn trái tim của chàng trai kém mình 8 tuổi. Để làm được điều này, Trác Thúy Miêu phải thực sự là một người phụ nữ đặc biệt, sở hữu những nét riêng, hiếm ai giống mình. Một nữ nhà báo, cá tính nhưng giàu tri thức. Trác Thúy Miêu, tên thật là Vũ Hoài Phương, sinh năm 1975 tại Sài Gòn. Trên sân khấu, Trác Thúy Miêu thể hiện rõ kiến thức sâu rộng ở nhiều mảng văn hóa nghệ thuật, khiến cho mọi người vô cùng nể phục. Nhưng ít ai biết rằng, người phụ nữ này chưa từng học hết phổ thông. Chỉ vì chán nản trước hiện thực giáo dục, cô sẵn sàng bỏ ngang mà không chút đắn đo, tiếc nuối. Tuy nhiên, Trác Thúy Miêu vẫn miệt mài tự học. Cô tự đọc nhiều loại sách và tác phẩm văn học khác nhau để tiếp thu nền tảng văn hóa trong và ngoài nước. Chính vì thế, Trác Thúy Miêu có hiểu biết khá rộng lớn về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Điều này được thể hiện rõ khi cô ngồi ghế giám khảo trên các chương trình truyền hình. Đây mới chính là bản lĩnh ngạo nghễ của Trác Thúy Miêu, thà tự tìm tòi còn hơn học một cách gượng ép. Không chỉ tiếp thu kiến thức văn hóa xã hội, Trác Thúy Miêu còn ý thức rèn luyện bản thân và tự mình khám phá những bộ môn nghệ thuật đòi hỏi nhiều sức lực. Cô nhảy rất đẹp và từng là vận động viên Jeanbot thế hệ đầu của Việt Nam đi tham dự kỳ thi SEA Games 23. Chưa dừng lại ở đó, Trác Thúy Miêu còn tự học hỏi và rất am hiểu về thời trang. Cô từng là trợ lý xuất sắc của họa sĩ Sĩ Hoàng, tham gia vào công việc thiết kế trang phục cho hai vở cải lương hoành tráng nhất của nhà hát Trần Hữu Trang và Kim Vân Kiều và chiếc áo Thiên Nga. Hiện tại, Trác Thúy Miêu vẫn đang là một nhà báo có tiếng về thời trang tại Việt Nam. Là một người quái tính, nên cách học và phấn đấu của Trác Thúy Miêu cũng khác người. Chẳng hạn, khi học ngoại ngữ ở nhà với bố, cô luôn cố nói giọng tiếng Anh chuẩn quý tộc, khiến cho toàn thể khách Tây ở quán điểm một thời nể phục. Trong công việc, Trác Thúy Miêu luôn chăm chỉ và nỗ lực. Ngoài việc làm báo trong nước, cô vẫn đang là cộng tác viên lâu năm của tạp chí Law Office. Có lẽ chính nghị lực và cá tính độc đáo này đã tạo nên một Trác Thúy Miêu đầy lôi cuốn, giúp cho cô chiếm trọn trái tim người chồng trẻ kém mình 8 tuổi. Một nữ MC sắc sảo với cái duyên hiếm có. Có thể nói, Trác Thúy Miêu là một trong những MC đặc biệt nhất của Việt Nam. Khi đã ngoại tứ tuần mới chập chững bước vào nghề, cô tâm sự, tôi biết công việc làm truyền hình của mình cũng chỉ kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa. Bởi vì tôi không nỡ bắt khán giả phải coi một bà già Trác Thúy Miêu 60 tuổi dẫn chương trình. Tuy không có tuổi trẻ và nhan sắc, nhưng Trác Thúy Miêu vẫn luôn phát huy được những nét riêng của mình để lôi cuốn khán giả. Cô nổi bật bởi giọng nữ trung trầm, dày, mang âm sắc lạ, nhưng cũng mềm mại và có nhiều đưa đẩy tinh tế. Cách phát âm của cô khá độc đáo khi pha trộn giữa giọng Sài Gòn và giọng Hà Nội gốc. Trước năm 1954, tạo nên những âm thanh giàu nhạc tính. Nói cách khác, đây là giọng nói đậm chất thi ca và thanh nhã sang trọng. Chỉ cần cô cất tiếng nói ra thì cũng đủ phản phất giai điệu đâu đó rồi. Không những vậy, sự sắc sảo của một nhà báo lớn còn giúp cho Trác Thúy Miêu tinh tế hơn hẳn khi dẫn chương trình hay làm giám khảo. Cô sử dụng vốn từ rất linh hoạt, lập luận chặt chẽ và có nhiều liên hệ phong phú. Bản thân Trác Thúy Miêu vẫn luôn tự tin. Nhiều người đã từng nói với tôi rằng 50 tuổi thì mới bắt đầu làm một công việc mới, thì biết cái gì mà làm. Thực ra tôi đã biết nhiều thứ. Tôi đặt chân lên sân khấu với các kinh nghiệm đã có và lấy đó làm thế mạnh, chứ không cố gắng trang điểm, cười tươi như một cô gái 20. Khả năng hoạt náo, ứng biến của Trác Thúy Miêu cũng rất tốt. Cô có thể kết nối được mọi người và làm chủ được tình huống, khuấy động mọi hoàn cảnh. Đây là cái duyên mà không phải ai cũng có được. Tâm hồn hoài cổ và yêu Sài Gòn một cách mê đắm.
Trác Thi Miêu rất yêu thi ca và nhạc xưa, cô lấy đó làm cốt cách xây dựng tâm hồn mình. Bởi thế nên trong con người của nữ nhà báo này luôn có sự hoài cổ và trầm mặc, thể hiện rõ ở từng lời ăn tiếng nói, từng kiểu cách đến suy nghĩ cảm nhận. Không những vậy, bên trong Trác Thi Miêu còn tồn tại dây dứt về tình yêu Sài Gòn một cách mê đắm. Bởi thế cô luôn thích ăn mặc như người phụ nữ Sài Gòn xưa. Chính những điều này đã giúp cho Trác Thi Miêu có được sự đồng điệu với nhà báo Nguyễn Hậu, là người chồng kém cô 8 tuổi, khiến anh say mê cô như điếu đổ. Nguyễn Hậu là kiểu đàn ông tinh tế, nhẹ nhàng, thiện tâm và si tình, nên gặp được Trác Thi Miêu như là cá gặp nước. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, anh vẫn yêu say đắm và tôn thờ vợ mình như bà Hoàng. Trác Thi Miêu được sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục, ba là người con của đất Huế, mẹ là cô gái Sài Gòn. Ngay từ nhỏ, cô có nhiều mặc cảm, tự ti và thậm chí là nghĩ quẩn do không thừa hưởng được nét đẹp của ba mẹ như chị mình, mang theo nhiều cảm xúc tiêu cực và cuối cùng, cô gái 16 tuổi, Vũ Hoài Phương đã nghỉ học, bỏ ra đi và khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô gái trẻ Trác Thi Miêu bắt đầu sự nghiệp bằng công việc thiết kế áo dài, đi theo học và làm trợ lý cho họa sĩ Sĩ Hoàng. Sau 10 năm hỗ trợ và trở thành trò cưng của vị họa sĩ tài hoa này, Trác Thi Miêu đã nhận ra mình là người con có cái hồn dân tộc vô cùng lớn. Nhưng điều đó không giữ chân được cô với công việc này lâu dài. Trác Thi Miêu đột nhiên nghỉ việc sau 10 năm gắn bó và bắt đầu con đường mới là viết báo. Trở thành một nhà báo với một người chưa tốt nghiệp cấp 3 tưởng chừng nó không hề dễ. Nhưng sinh ra và lớn lên trong gia đình văn hóa, cộng thêm lối sống, lối suy nghĩ giàu cảm xúc, chính ở trong bản thân mà Trác Thi Miêu đã chinh phục được nhiều độc giả. Và đến hiện tại, Trác Thi Miêu là một nhà báo có uy tín trong lĩnh vực thời trang ở Việt Nam. Cũng nhờ vào tài năng và văn phong khác lạ của mình mà nữ nhà báo Trác Thi Miêu được mời tham gia bình luận game show Solo cùng Bolero mùa 1. Chính nhờ sự yêu văn hóa dân tộc sâu sắc mà những lời đánh giá của Trác Thi Miêu đi vào lòng người. Từ đó cô trở thành MC cho Solo cùng Bolero mùa 2 và nhiều chương trình truyền hình khác. Người ta thường thấy Trác Thi Miêu xuất hiện với tà áo dài, chiếc eo thước tha và tóc ngắn cúp ngang vai, mang đậm chất phong cách Sài Gòn xưa. Đó cũng chính là lẽ sống của Trác Thi Miêu, nữ nhà báo yêu tất cả mọi thứ liên quan đến Sài Gòn của những năm phục hưng. Cô cho rằng đó chính là thời điểm mà Sài Gòn đẹp nhất và con người Sài Gòn cũng đẹp nhất. Chồng kém 8 tuổi của cô, Phúc Hậu cũng là một nhà báo rất có tiếng trong nghề. Trong tình yêu, Trác Thi Miêu cũng có những quan điểm rất là riêng. Người ta thì thường tìm cho mình những người lớn tuổi hơn, trưởng thành, chín chắn hơn để bảo vệ mình. Thì Trác Thi Miêu lại ngược lại, cô chỉ yêu những người đàn ông trẻ hơn mình và đặc biệt phải có lối sống, lối suy nghĩ như mình để dễ dàng đồng điệu trong cuộc sống. Và người chồng của cô, nhà báo Phúc Hậu chính là một nửa hoàn hảo mà Trác Thi Miêu đã tìm kiếm, nhỏ hơn cô 8 tuổi và cũng là một nhà báo yêu dân tộc sâu sắc.